Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ngày hôm sau, ông Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình, thì nói với dân chúng: Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian. Đây chính là Đấng mà tôi đã nói rằng, có người đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi, vì người vốn có trước tôi. Phần tôi, trước tôi không biết người, nhưng tôi đã đến làm phép rửa bằng nước, để người được tỏ mình ra trong dân Israel. Và ông Gioan đã làm chứng rằng, tôi đã thấy Thánh Thần như hình chim bồ câu từ trời xuống ngự trên người. Và trước tôi không biết người, nhưng Đấng đã sai tôi làm phép rửa trong nước bảo tôi rằng: Người thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai thì chính người đó là Đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần. Tôi đã thấy và làm chứng rằng chính người là Con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tôi cũng ngồi mất cả tiếng đồng hồ để coi lại cái chữ giới với chữ thiệu. Tôi giật mình khi nó có nhiều nghĩa quá. Như mình nói, mình đi truyền giáo tức là mình giới thiệu Chúa để người khác biết. Nhưng mà tôi hiểu nó rộng quá đi. Cái chữ giới ít nhất có 8 nghĩa là tùy cách viết của nó. Cái nghĩa thứ nhất là ở cái cõi, dấu ngã đó, cái cõi. Ví dụ như thế giới, vân vân. Hay là có nghĩa là cái điều mà khuyên răn người ta phải làm, cho nên mới có chữ giới răn. Hay là thập giới là 10 điều dạy người ta phải làm. Hay là ở khoảng giữa, là trung gian giữa hai cái, cho nên mình mới gọi là miền giới tuyến, ở giữa hai cái biên giới. Nhưng cái nghĩa chính của nó là làm cho gặp nhau, giao tiếp với nhau. Nhưng đồng thời nó còn có nghĩa nữa, là đồ dùng, là dụng cụ, cho nên mình mới có chữ gì? Khí giới. Và cuối cùng cái nghĩa của nó là rau cải để ăn, gọi là thảo giới, vân vân. Ở đây trong chữ giới thiệu ta dùng chữ giao tiếp để cho biết nhau. Còn cái chữ thiệu nó ít nghĩa hơn. Chữ thiệu cũng có nghĩa là lời khuyên, cũng có nghĩa là cái gì ở cao, cao chót vót, cho nên cũng có thể đọc là thiệu. Đừng có lầm với chữ thiệu lại là tên một khúc nhạc, cho nên mình mới có quốc thiệu. Đó. Nhưng cái nghĩa chính của chữ thiệu là nối kết lại. Đấy. Cho nên giới thiệu là làm cho hai người biết nhau rồi nối kết lại. Nghe nó rộng quá ha. Và như vậy thì cái việc mình làm gọi là truyền giáo đó, là mình giới thiệu Chúa cho người khác, khó làm. Tại sao khó? Mục đích của giới thiệu là để cho hai người biết nhau. Mà mình biết gì về Chúa mà đi giới thiệu cho người khác? Mình không biết. Tất cả những gì mình biết là Chúa cho mình biết. Rồi, mình có thân mật thế nào đối với Chúa? Bởi vì muốn biết về một người nào thì phải thân với người đó, phải sống chết với người đó, mới gọi là biết. Cái chữ biết đóng ngoặc kép. Ta nhìn lại trong Kinh Thánh có 3 trường hợp giới thiệu. Thứ nhất là Thiên Chúa trên trời giới thiệu Chúa Giêsu. Thứ hai, chính Chúa Giêsu giới thiệu về Cha mình cho nhân loại. Và thứ ba, ngày hôm nay nè, ông Gioan giới thiệu với dân chúng về cái Đấng Messiah hay là Đấng Kitô.
Chúa Cha giới thiệu về Chúa Giêsu, tôi không nói nữa, ở phép rửa ở sông Jordan. Rồi Chúa Giêsu giới thiệu về Chúa Cha cho người Do Thái rất nhiều lần. Mà cái gương mặt mà Chúa Giêsu giới thiệu đó là gương mặt người cha rất nhân ái. Trong khi đó, tôn giáo Do Thái giáo đưa lên một Gia Vê nghiêm khắc. Còn hôm nay nè, cái bài chính của Tin Mừng là Thánh Gioan giới thiệu Chúa Giêsu. Không giống hai cái trường hợp giới thiệu trên, ông Gioan tự giới thiệu Chúa bằng cách nào? Ai cũng để ý thấy bằng cách ông chối bỏ chính mình. Chúng ta cứ so sánh chút nữa chúng ta thấy. Ông không nhận cái gì của ông ấy. Ông đang nổi tiếng ở cái vùng đó, vào thời đó. Chúa Giêsu chưa ai biết. Nhưng khi Chúa xuất hiện, hôm nay mình nghe, mà cái câu đó được lặp đi lặp lại trong thánh lễ. Đây chiên thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Cho nên hai bên chúng ta thấy vai trò của ông Gioan và gương mặt của Chúa Giêsu mà ông Gioan giới thiệu. Thì thứ nhất, ông nói ông chỉ rửa bằng nước, còn cái đấng đến sau ông là rửa bằng thánh thần. Theo tục ngữ của người Do Thái, rửa bằng thánh thần có nghĩa là rửa sạch tội, là cứu chuộc. Thứ nhì, ông Gioan nói tôi ban phép thanh tẩy bằng nước để cho quý vị hối cải, tức là ăn năn trở về. Còn ông nói cái đấng đến sau ông thì rửa bằng thánh thần để tẩy sạch tội lỗi. Thứ ba, ông nói tôi không xứng đáng. Có bản dịch thì nói là xách dép của người, cũng có bản dịch là không xứng đáng để cởi dây dài cho người. Còn ông nói Chúa Giêsu, Ngài chính là đấng quyền thế đến sau tôi. Rồi điểm thứ tư, ông nói tôi phải nhỏ bớt đi, còn Ngài mỗi người mỗi ngày phải lớn lên. Điểm thứ năm, ông nói tôi là người tiếng kêu trong sa mạc để dọn đường, còn người chính là đấng phải đến. Và chắc chắn cuối cùng ông nói tôi không phải là đấng thiên sai. Cái chữ Kitô có nghĩa là đấng được sức dầu, đấng được tuyển chọn, đấng thiên sai. Còn đây là con chiên của Thiên Chúa. Người Do Thái nào nghe cái chữ con chiên Thiên Chúa cũng hiểu. Quý vị thấy toàn miền Jerusalem hai bên bờ sông Jordan, người ta ùng ùng kéo về với ông. Mà ông nói đừng có theo tôi, tôi không có xứng đáng gì. Vậy đây là cách giới thiệu tốt nhất khi mình giới thiệu về Thiên Chúa cho người khác. Cho nên tôi thấy cái này đáng sợ nè. Như ông Gioan, ông tự nhận mình mỗi ngày phải biến đi, nhỏ đi, còn Chúa Giêsu phải lớn lên. Cho nên bất kỳ lời giới thiệu nào nói về Chúa mà trong đó vẫn thầm mong ước rằng cái người nghe đến với mình, thì đấy không phải là nói về Chúa, mà chỉ mong xây dựng một mối liên hệ giữa người khác và mình. Cái đó nguy hiểm lắm. Nguy hiểm một cách tiềm tàng, nhưng nó có sức mạnh tàn phá. Như vậy, tóm lại nha, mình giới thiệu về một Thiên Chúa thì lấy cái câu của Thánh Gioan, Thiên Chúa là tình yêu. Cho nên bất kỳ lời giới thiệu nào về Thiên Chúa, đặc biệt là con người của Chúa Giêsu, mà không diễn tả được tình yêu và lòng thương xót của Ngài, đó là đang giới thiệu sai. Câu này tôi nói đi nói lại rất nhiều lần. Những hình ảnh như Chúa phạt, Chúa định cho tôi phải chịu những sự dữ, Chúa gửi thánh giá đến cho tôi, Chúa là quan tòa nghiêm khắc, Chúa là ông cảnh sát rình mò. Tất cả những đó là làm cho gương mặt nhân ái của Chúa Giêsu vỡ vụn ra từng mảnh. Không, Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa nhân ái, trẻ trung, vui tươi, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Mình đọc hoài, nhưng cách mình giới thiệu
thì mình quên mất. Chúa của hy vọng, Chúa của ánh sáng không có bóng tối, Chúa của sự tha thứ chấp nhận, Chúa của yêu cuộc đời này chứ không chán chường, và Chúa của một sự thật rất gần gũi với con người. Một Thiên Chúa điển hình trong Thiên Chúa nhập thể là Đức Giêsu Kitô. Một Thiên Chúa biết cảm thông, khóc với nỗi đau của một đám tang, khóc trước mộ Lazaro. Một Thiên Chúa thấy chạnh lòng, chạnh có nghĩa là cảm thấy chua xót đau đớn khi thấy người ta đói mà phải đi về tìm thức ăn trong hoang địa. Một Thiên Chúa bỏ cả lề luật để chạm tới người phong cùi mà không ngại những lề luật cấm và những cách mà người ta nói sẽ bị lây nhiễm. Một Thiên Chúa chấp nhận ngồi cùng bàn với những người thu thuế và tội lỗi, mặc dầu người ta đàm tiếu, chỉ trích. Một Thiên Chúa bên vực người bị xã hội kết án bất công, như trường hợp người thiếu phụ bị bắt quả tang ngoại tình. Một Thiên Chúa thích nói chuyện với trẻ con mà chúng nó bu quanh làm các tông đồ khó chịu, mấy ông đuổi đi. Một Thiên Chúa diễn tả gương mặt của mình là một người chăn chiên, lúc nào cũng đi tìm con chiên lạc. Mình có giới thiệu được như vậy không? Và nhất là một Thiên Chúa đang ngồi chờ đứa con đi hoang trở về, để không muốn nhắc tới chuyện cũ của nó nữa. Đó, những gương mặt mình vừa kể là những gương mặt cần giới thiệu của một Thiên Chúa tình yêu. Cho nên lời giới thiệu trung thực về Thiên Chúa phải là lời ca ngợi về một Chúa yêu thương. Yêu thương ai? Chính cái người đang đứng giới thiệu trước. Có tin điều đó không? Nếu chưa ý thức, chưa tin, nói không ai nghe đâu, tội nghiệp. Mà để có kinh nghiệm về tình thương thì phải đến với Chúa, nhất là đến trong tâm trạng tội lỗi của mình. Nếu người con đi hoang đàng không trở về thì chẳng bao giờ anh ta có kinh nghiệm nếm được tình thương vô bờ của ông bố. Nói thật, sám hối trở về, cái động cơ có thể là vì anh ta đói, nhưng mà sự thay đổi của anh, nó mở cho anh một cảm nghiệm rằng ông bố đang chờ và lúc nào cũng tha thứ và thương anh. Cho nên không quay trở lại, không cảm nhận được xót thương, không có kinh nghiệm về sự yêu thương và Chúa yêu mình thì không bao giờ có gặp gỡ. Mà không gặp gỡ làm sao có mối liên hệ? Mà không có mối liên hệ làm sao biết gì để giới thiệu một Thiên Chúa là tình yêu? Không biết. Cái cách hay nhất quý ông bà có thể giới thiệu cho người khác, đặc biệt là cho người nhà của mình, cho con cháu của mình, về tình thương của Chúa, đó là sự chuyển thông kinh nghiệm mình được Chúa thương. Chứ đừng nói lý thuyết vậy đó. Mình có tin rằng Chúa thương mình khó đó, nếu mình không xin. Thánh Bartolomeo có nói một câu: cái ơn cần xin là ơn cho con nếm được Chúa thương con. Mình bao giờ chưa thấy cái đó thì không có nói gì được đó. Ước gì Chúa ban cho chúng ta cảm nghiệm được Chúa giàu lòng thương xót, Chúa yêu thương chấp nhận, Chúa chờ đợi, Chúa đi tìm, Chúa lôi kéo chúng ta về, dùng đủ mọi sáng kiến để chứng tỏ Chúa thương. Đó là hình ảnh mà mình giới thiệu cho người khác về một Thiên Chúa như vậy đó. Bởi vì chúng ta không nghe Chúa Cha nói gì. Có nói, giới thiệu Chúa Giêsu có nói: này là con của tôi rất yêu dấu, đẹp lòng tôi mọi đàn, các người hãy lắng nghe lời của người. Lời giới thiệu của Chúa Cha ngắn quá và ít nói quá.
Nhưng điều đó nhắn nhủ cho tôi, cho quý ông bà, để giới thiệu về Chúa chưa chắc phải cần nói nhiều. Vì nói nhiều chưa chắc đã nói đúng. Nói nhiều mà mình không cảm nghiệm thì chỉ là nói ba hoa thiên địa. Nói hay mà không nói đúng thì dẫn cái người nghe đi lạc. Để giới thiệu về Chúa, Chúa chỉ muốn tôi nói ít và nói đúng. Khuôn mặt đúng nhất của Thiên Chúa là của lòng xót thương của Chúa. Chỉ có vậy. Mà nếu mình tin rằng Chúa xót thương mình, tại sao mình không xót thương người khác? Đó là vấn đề. Mình xét lương tâm mình, tôi còn giận ghét ai không? Tôi chưa xót thương một người nào. Tôi còn giữ một mối hiềm thù. Đó là tôi chưa thể đứng lên để giới thiệu Chúa là một đấng nhân ái cho người khác, là vì chính tôi đang có bóng tối nó che bên trong. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cái ngày lễ thường để chuẩn bị lễ hiển linh, lâu lâu mình xét lại cái mối liên hệ giữa mình với Chúa. Cái mối liên hệ đó chưa chắc phải là người hoàn hảo. Ở bài đọc 1 mình nghe đó, tội là cái xấu. Vậy mà trong đêm vọng phục sinh, tội của Adam và Eva được gọi là tội hồng phúc. Bởi vì nhờ tội đó mà có đấng cứu thế nhập thể làm người. Và Phao-lô thì nói nơi nào tội lỗi tràn đầy, nơi đó ân phúc càng chứa chan. Phao-lô cũng nói, khi tôi biết tôi yếu là chính lúc Chúa ban cho tôi mạnh. Khi tôi biết tôi nghèo là lúc Chúa ban cho tôi giàu. Còn tôi nhân tự đắc, tôi tự kiêu, tự phụ, tự mãn, thì Chúa không rót được gì vào trong tâm hồn tôi. Đó, không dám nói vậy đó. Đó, rồi. Cái câu chuyện Adam và Eva thì không biết cái ông bà nguyên tổ của mình là quốc tịch gì nhỉ? Quốc tịch Adam à? Á Đông? Á Rập? Ôi trời ơi, ở đâu bà Hạnh biết rõ quá không? Đáng tiếc nếu là người Việt Nam thì chắc chắn không có tội nguyên tổ. Biết tại sao? Con rắn lú đầu ra là ta chộp về ta nướng rồi. Làm gì mà kịp giờ để cám dỗ? Còn mấy nước khác thấy con rắn còn đứng nói chuyện. Việt Nam mình thấy con rắn là kể như mày lúa đời rồi. Có đúng không? Thấy không? Nếu là người Việt Nam không có tội nguyên tổ, rắn đâu kịp giờ cám dỗ. Tôi thời gian ở trong tù cũng được ăn nhiều rắn lắm á. Ngon chứ không phải chơi đâu mà xương nhiều quá. Ngồi mà lựa xương thì cũng chết luôn đó. Xương sườn của nó. Ai trong quý ông bà đã từng thò tay bắt một con rắn rồi? Giơ tay lên rồi. Rồi có một người hay quá, anh Hải. Ai nữa? Bà Nhung. Rồi đó. Ai nữa? À trời, có một chị nữ nữa kìa, tôi đáng phục. Hay đó chứ, còn bao nhiêu. Con chị còn rắn. Bà Chiêu, bà Tỉnh. Thấy rắn cũng rung nữa. Ui dồi ôi, thế thì chết rồi. Anh Bình, có thộp con nào lần nào chưa? Lúc tôi ở Sydney, trời mùa nắng tháng giêng nè, ông Hoàng Đức Tính là một nhân vật ở trong ban thường vụ tưới trung tâm tỉnh huấn Brinjali đó. Thì con rắn nó khát nước, rắn nâu, brown snake, con rắn độc nhất của Úc đó. Nó bò vô, nó khát nước, nó tới cái vòi, nó nằm nó uống nước. Ông mới thét lên, ông mới chạy. Ông nói, thầy Hồng ơi, con rắn. Tôi ra, tôi lấy chiếc dép, tôi dụ nó. Nó cắn vô chiếc dép, là tôi đè đầu nó, tôi giơ lên. Nó giơ lên như vậy, tôi giơ vậy mà đuôi nó còn dưới đất á. Nó dài lắm, nó to hơn cổ tay mà.
Tôi nói mau mau đi vô nấu nồi nước, mình nấu liền đi. Cái ông ấy nói bao lâu còn cầm đó là tôi chạy về nhà ngay. Thế ông ra xe ông ngồi rồi. Bây giờ tôi phải đi ra ao thả rắn xuống thôi. Tôi tiếng hồi hồi nó to cỡ này thì ăn ngon lắm. Rồi cảm ơn mọi người. Nói tới thì người ta thêm sợ nữa. Mấy bà sợ đủ thứ, còn dán còn sợ. Mấy ông miền Nam mà đọc Chúa ơi Giê-xu chuột chạy dữ ghê đó. Cái mấy bà co chân lên chuột cũng sợ. Nhưng mà tôi thích nhất cái mà Chúa ơi Giê-xu thương các người ế. Súng răng đâu có đọc được chữ thế. Chúa ơi Giê-xu thương các người ế. Cái mấy sơ nói trong đó có con. Tôi xin mời cộng đoàn đứng.